trong video clip trước á, VnDocker có giới thiệu mình cách tạo một cái banner theo cảm xúc. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một cái banner đơn giản mà theo InDesign. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu một cái mẫu banner cho web hoặc là trên Facebook cũng được. Cái banner này thì số lượng chữ rất là nhiều, tỷ lệ chữ trong hình rất là nhiều, nên nếu muốn chạy quảng cáo thì vẫn chạy được thôi. Chỉ có điều là Facebook nó sẽ hạn chế click. Bởi vì nếu mà mình cái banner mà mình chạy chiến dịch quảng cáo Facebook thì mình cần phải rút gọn cái số lượng chữ lại ít hơn nữa. Còn mấy cái bài này là mình sẽ làm cái ảnh banner trên web hoặc là cho những cái tay tạch bài viết trên fanpage để mà mình đánh thẳng vào InDesign. Rồi, mình ví dụ đây là lĩnh vực tài chính đi. Đó, đầu tiên là một cái ảnh đầu tiên là theo concept là before after này, before nè, này là after. Đó. Ảnh before thì nó là một cái hình rất là u ám ha, trên cái nền màu đen, cái màu đỏ nữa. Hai cái màu này là màu của sự đau đớn, của sự thua lỗ, mất mát. Đó, thì mình sẽ dùng cái tông màu đen đỏ để mà mình chỉ cái sự cái tiêu cực ha, mà cái người xem á, người ta đang phải gánh chịu, người ta nhìn vô người ta thấy cái hình ảnh của người ta trong này đó. Rồi sau đó là tới cái giải pháp, ngay sau đó là mình đưa ra cái giải pháp về cái hình ảnh after. Hình ảnh after là cái hình ảnh mà người xem họ mong muốn có được đó. Đó, kèm với lại cái nội dung test hấp dẫn. Cuối cùng là nút kêu gọi hành động. Đây, đây là một cái concept before after mà mình rất là hay sử dụng trong nhiều lĩnh vực luôn. Các bạn cũng có thể dựa theo cái này để mình thiết kế một cái hình ảnh theo kích thước về hình chữ nhật, hình dọc. Các bạn cứ sử dụng những cái tông màu cho nó sáng chói rực rỡ lên, tại vì ở trên Facebook mà chìm chìm không ai thèm xem chứ. Màu của ảnh before là mình sẽ sử dụng cái tông màu tiêu cực, còn ảnh after là cái màu mà nó hưng phấn hơn, nó có nhiều nhiều cái điểm mà để khuyến khích cho độc giả, người ta mong muốn là họ cũng sẽ đạt được những cái lợi ích đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cụ thể cái lĩnh vực bên công nghệ web. Thì các bạn biết đó là chủ nhân của trang web đó, hay gặp những cái vấn đề gì, rồi cái dịch vụ của bạn sẽ giúp họ khắc phục như thế nào. Thì là mình sẽ làm cái banner đánh thẳng vào InDesign. Các bạn thấy là cái mẫu mà banner mà mình đang làm á, là nó là theo InDesign, cũng là concept before after luôn. Đây, before after, đây là công thức thần thánh mà mình sử dụng để cho mọi cái thiết kế luôn. Rồi đầu tiên á, before thì mình sẽ nói thẳng vào cái vấn đề mà khách hàng đang gặp phải. Đấy, before nè, nói về sự khó khăn, đau khổ của khách. Đấy, rồi cái mục after thì mình sẽ là giải pháp và mong muốn. Đó, đơn giản thôi, đơn giản và cực kỳ hiệu quả. Rồi thì mình sẽ chia cái hình ra làm hai mảng đó. Người ta sẽ nhìn từ trái và phải. Mình ví dụ của trong cái banner này là trong cái mảng thiết kế web, những ai là chủ trong web họ sẽ thường xuyên gặp cái vấn đề là web của họ tốc độ load rất là chậm, thời gian mà người ta vô web là mất có thể là 5-10 giây, và khách hàng người ta cảm thấy chán nản, người ta không có muốn chờ đợi. Thì mình sẽ chọn một cái hình một người đang giận dữ, là một người khách đang giận dữ đó, kèm theo một cái câu rất là thường dân luôn để thu hút sự chú ý, với lại nó có cái tính hài hước một tí. Rồi ở trên này là cái content tốc độ tải web chậm như rùa bò, mất khách đó.
content phải ngắn gọn và phải đánh thẳng vào insight để mà cho chủ website họ phải nhìn lại cái trang web của họ và họ ý thức được là họ đang giống như cái ông này, cảm thấy rất là bực tức, rất là ức chế bởi vì cái trang web tốc độ đó quá lâu. Đó. Còn cái con còn còn qua bên cái after màu sắc sáng sủa, mẫu thì cảm thấy rất là vui vẻ, phấn khích. Đó. Ừ. Chuyển qua dịch vụ hosting ABC là đó, đó trong một giây. Đó. Thì các bạn có thể sáng tạo hơn. Ví dụ như mình muốn nói về tốc độ thì mình có thể làm một cái hiệu ứng đơn giản để mà mình ám chỉ là cái tốc độ load nhanh. Đó. Nhìn vô cái hình này thì nó giống như là siêu nhân đang chạy nè, đây thấy không, load trong một giây. Hình một cái banner thiết kế như kiểu này thì chắc cỡ 10 cho tới 15 phút, mà với điều kiện là các bạn phải chịu khó sưu tầm những cái hình người mẫu xong rồi cái tách nền để mà trong thiết kế thì mình sẽ sử dụng được nhanh. Đấy, cái này là mình sử dụng Photoshop để mình làm. Màu sắc đơn giản thôi, chủ yếu là để cho khách hàng người ta cảm nhận được cái sự khác biệt mà dịch vụ, sản phẩm dịch vụ của bạn mang tới. Họ cần cần cái giải pháp đó. Thì nhìn qua cái bức ảnh này á, thì nó sẽ hội tụ đủ ba yếu tố. Cái thứ nhất á, là nó theo một cái bố cục chặt chẽ before after. Cái thứ hai nữa là cái hình ảnh và content nó ăn khớp với nhau, phải làm cho khách hàng thấy họ ở trong cái banner của bạn đó. Rồi cuối cùng là phải có cái nút kêu gọi hành động. Bạn không kêu gọi hành động thì khách họ xem xong họ không có biết làm gì tiếp theo. Đấy. Do đó mình phải để một cái nút kêu gọi hành động. Giống như các bạn muốn làm theo cái concept là so sánh một cái trang web bình thường với lại một cái trang web được đặt ở cái dịch vụ hot của bạn, thì các bạn sẽ để cái nút là so sánh ngay. Cái này nếu mà mình làm banner ở trên web á, mình để cho cái nút mà so sánh ngay thì nó chớp chớp á, thì nó sẽ càng tăng cái tỷ lệ click through rate, cái tỷ lệ mà chuyển đổi người ta xem mình ảnh banner xong người ta click, thì tỷ lệ click rất là cao. Rồi, video đơn giản thôi, mình sẽ kết thúc video ở đây. Trong cái clip này á, các bạn chỉ cần nhớ cho mình là làm banner là phải theo một cái concept, có nhiều concept lắm mà mình chỉ giới thiệu cái mà dễ thấy nhất và hiệu quả nhất, đó là before after. Đó. Cái thứ hai nữa là content và image nó phải ăn khớp với nhau, nó phải tạo ra cho khách hàng có cảm xúc tương phản càng tốt để mà thấy là cái sản phẩm dịch vụ của bạn nó đắt giá. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ like, subscribe để mình cập nhật những cái video tiếp theo.